Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng hổi nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Với biên độ tăng 3,3% trong phiên 15 tháng 5, cổ phiếu HPG của tập đoàn Hòa Phát đã tăng lên mức 31.200 đồng một cổ phiếu, giá đóng cửa cao nhất trong vòng hơn 2 năm qua. Trong phiên giao dịch 15 tháng 5, cổ phiếu HPG được giao dịch khởi sắc với thanh khoản dẫn đầu thị trường, đạt gần 1.400 tỷ đồng, khối lượng lẫn giá trị giao dịch cũng cao gấp 2-3 lần so với những phiên gần đây. Nếu chỉ tính lượng cổ phiếu nắm giữ trực tiếp, giá trị tài sản từ chứng khoán của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long đã tăng thêm 1.500 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng chỉ sau một phiên hôm nay. So với đầu năm, giá trị lượng cổ phiếu ông Long nắm giữ đã tăng thêm gần 5.000 tỷ đồng. Trong khi đó, bà Vũ Thị Hiền, vợ ông Long cũng ghi nhận giá trị lượng cổ phiếu nắm giữ hơn 400 triệu đơn vị, tăng 400 tỷ đồng lên gần 12.500 tỷ đồng. Theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới dựa trên thời gian thực của Forbes, khối tài sản ròng tính cả cổ phiếu của vị tỷ phú ngành thép Việt đã tăng 94 triệu đô la Mỹ trong ngày hôm nay lên mức 2,6 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, với nhịp tăng này, vốn hóa của doanh nghiệp được mệnh danh là vua thép đã tăng lên mức 184.000 tỷ đồng, vượt qua Vingroup để trở thành tập đoàn tư nhân có vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Nếu tính cả các doanh nghiệp, tập đoàn vốn nhà nước, hiện vốn hóa của Hòa Phát xếp thứ 3 trên sàn HOSE sau Vietcombank trên 500.800 tỷ đồng và BIDV 277.000 tỷ đồng. Còn tính trên toàn thị trường chứng khoán, vốn hóa vua thép hiện thấp hơn 4 doanh nghiệp có vốn nhà nước là Vietcombank, BIDV, Viettel Global và ACV. Ngày 25 tháng 5 tới đây, Hòa Phát sẽ chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, tập đoàn sẽ phát hành thêm hơn 580 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu HPG sẽ nhận thêm một cổ phiếu mới. Nguồn phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần hơn 3.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 2.600 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của Hòa Phát dự kiến tăng thêm 6.000 tỷ lên gần 64.000 tỷ đồng. Con số này sẽ đưa Hòa Phát trở thành doanh nghiệp niêm yết có vốn điều lệ lớn thứ hai sàn chứng khoán chỉ sau VPBank. Theo báo cáo phân tích mới đây của chứng khoán BIDV, BSC, doanh thu của Hòa Phát có thể đạt 190.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 22.000 đến 23.000 tỷ đồng vào năm 2025 khi dự án Dung Quốc 2 đi vào hoạt động giai đoạn 1. Dự báo được đưa ra dựa trên 3 giả định. Đầu tiên là dự án Dung Quốc 2 có thể hoạt động đến 85% công suất, thị trường nội địa hồi phục, bất động sản ấm lên cũng giúp Hòa Phát cải thiện biên lợi nhuận gộp lên 19,4%, tăng 4% so với cùng kỳ. Cuối cùng là yếu tố nợ vay dài hạn của Hòa Phát đạt 34.400 tỷ đồng, lãi suất 10% một năm tính đến cuối năm 2025. Với quy mô 280 ha, khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quốc 2 có tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép HRC chất lượng cao trên năm. Dự án được triển khai từ quý 1/2022 và được xem là quả đấm thép của Hòa Phát. Trong quý đầu năm nay, Hòa Phát đã rót thêm gần 4.250 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế đã giải ngân tại dự án này lên 26.800 tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Dự án cũng đã hoàn thiện trên 50% các hạng mục chính. Đến năm 2026, quy mô doanh thu của Hòa Phát có thể tăng 60% và lợi nhuận tăng gấp 2,46 lần so với năm 2024, lên lần lượt 239.000 tỷ đồng và 32.000 đến 33.000 tỷ đồng. Tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hòa Phát từng phát biểu, không ai làm thép mãi. Hòa Phát phải đa ngành và bất động sản là một hướng đi trong chiến lược đa ngành đó. Tại cuộc họp Đại hội Cổ đông Thường niên 2021 của doanh nghiệp, thực tế, tập đoàn này đã tham gia vào mảng bất động sản được hơn 20 năm với lĩnh vực chính là khu công nghiệp và đô thị. Các khu công nghiệp của tập đoàn tập trung ở Hưng Yên, Hà Nam. Theo thông tin tổng kết hồi cuối năm 2021, Hòa Phát khai thác 3 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.100 ha sau 20 năm đầu tư mảng này. Còn với nhà ở, tập đoàn này có một số dự án ở Cầu Giấy, Hoàng Mai, Đống Đa và một đô thị lớn diện tích 262 ha tại Hưng Yên. Tham gia gần 2 thập kỷ, nhưng chỉ đến năm 2020, Hòa Phát mới xác định bất động sản là mảng kinh doanh chính. Bên cạnh thép, tổng công ty bất động sản được thành lập là một trong 5 tổng công ty chủ chốt của tập đoàn. Để gia tăng quỹ đất, tỷ phú Trần Đình Long từng xác định hướng đi là tham gia đấu thầu, phát triển dự án tại các địa phương. Ông Long nói rõ hướng đi này có triển vọng tốt vì doanh nghiệp tham gia đầu tư từ đầu, công ty có tiền nên không áp lực về tài chính.
Lý giải về chiến lược này, Chủ tịch Hòa Phát nói việc phát hành trái phiếu diễn ra dễ dàng nên doanh nghiệp bất động sản nhiều tiền đã đi mua nhiều dự án dẫn tới giá đất tăng. Vì thế, Hòa Phát chưa mua dự án bất động sản nào tại cuộc họp Đại hội Cổ đông Thường niên 2022. Đầu năm nay, cũng trong cuộc họp với cổ đông, ông Trần Đình Long tiếp tục cập nhật định hướng này. Đánh giá về khu công nghiệp, ông Long thừa nhận không đem lại quá nhiều tiền nhưng ổn định, tỷ suất lợi nhuận không tồi, lại có kinh nghiệm nên Hòa Phát sẽ vừa triển khai những khu công nghiệp đang có, vừa mua lại hoặc xin mới để mở rộng 4 đến 6 khu nữa. Đến năm 2030 sẽ có 10 khu công nghiệp. Với khu đô thị, Hòa Phát vẫn tiếp tục đăng ký đầu tư ban đầu ở các địa phương, hoàn thiện thủ tục. Theo ông Long, cách làm này có thể rất lâu nhưng Hòa Phát sẽ bình tĩnh làm, không đặt mục tiêu phải có bao nhiêu hecta. Công ty cũng đang đẩy mạnh pháp lý nên không bỏ tiền nhiều mua dự án. Tương lai có thể bỏ tiền mua dự án khác nhưng thời điểm này thì chưa. Với hướng đi đấu thầu trong mấy năm qua, Hòa Phát đã đề xuất đầu tư hỗ trợ quy hoạch các dự án diện tích hàng trăm hecta ở nhiều tỉnh thành như Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Hải Dương, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông. Năm 2022, Hòa Phát đã tham gia đấu thầu các dự án nhà ở tại Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ. Tổng công ty bất động sản có 3 công ty con trong lĩnh vực này, gồm Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát, vốn điều lệ 6.500 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bất động sản Hòa Phát Hà Nội 550 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Bất động sản Hòa Phát Sài Gòn 500 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn có các công ty cấp 2, cấp 3, cấp 4 khác. Năm 2022, tỷ phú Trần Đình Long nhìn nhận ngành bất động sản từ nóng chuyển sang ngủ dần và đóng băng vào cuối năm. Mặc dù là ngành chủ chốt, nhưng năm 2022, bất động sản chỉ chiếm 1% tỷ trọng doanh thu và 3% tỷ trọng lợi nhuận của Hòa Phát. Báo cáo của tập đoàn này cho thấy, doanh thu bất động sản năm 2022 giảm 59%, còn lợi nhuận giảm 41%, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch được giao. Cụ thể, doanh thu đạt 686 tỷ đồng, còn lợi nhuận thuần đạt 299 tỷ đồng. Mặc dù kết quả giảm so với năm trước, tỷ trọng vẫn nhỏ trong cơ cấu kinh doanh của tập đoàn, nhưng hiệu quả kinh doanh mảng bất động sản khá tốt. Công ty cứ thu về 2 đồng sẽ lãi 1 đồng. Biên lợi nhuận sau thuế đạt gần 47%, tăng nhiều so với mức 31% so với năm trước. Một lợi thế của doanh nghiệp ông Trần Đình Long khi làm bất động sản là doanh nghiệp luôn sẵn tiền, lượng tiền mặt, tiền nhàn rỗi mỗi năm đều cao. Năm 2022, con số này gần 34.600 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản ngắn hạn. Hòa Phát được định hướng trở thành doanh nghiệp đa ngành với 5 lĩnh vực khác nhau. Năm 2022, bất động sản và điện máy gia dụng đạt được mục tiêu đề ra, ngành điện lạnh đạt gấp đôi kế hoạch. Tuy nhiên, ngành thép giảm 76% lợi nhuận và nông nghiệp giảm 92% so với cùng kỳ. Ông Trần Đình Long gọi năm 2022 là năm của vòng xoáy biến động, của chiến tranh, lãi suất, lạm phát, tỷ giá, trong đó bất động sản từ nóng chuyển sang nguội dần và đóng băng vào cuối năm. Còn tỷ giá, lãi suất cũng lên cơn sốt chưa từng có và chỉ hạ nhiệt vào tháng 12/2022. Hòa Phát lần đầu tiên ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ sâu liên tiếp trong nửa cuối năm 2022. Nhìn nhận lại, khó khăn của ngành bất động sản không chỉ ảnh hưởng riêng nó. Trên thực tế, thép cũng bị ảnh hưởng lớn theo bất động sản, mà đây lại là mảng kinh doanh đang đem lại lợi nhuận lớn cho Hòa Phát. Năm 2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của mảng này lần lượt chiếm 94% và 95% cơ cấu. Cụ thể, bất động sản suy yếu sẽ khiến lượng tiêu thụ trên thị trường giảm, trong khi nguồn hàng tại các nhà máy sản xuất còn chồng chất hàng tồn kho. Trước tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản từ nửa cuối năm 2022, Hòa Phát đã điều tiết sản xuất theo cung cầu thị trường, theo hướng giảm vòng xoay hàng tồn kho, tiết giảm chi phí sản xuất. Tập đoàn cũng kỳ vọng đầu tư công sẽ là động lực thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thép thời gian tới. Năm nay, tập đoàn này đánh giá ngành thép còn nhiều khó khăn, trong đó rào cản về khuôn khổ thể chế chưa được tháo gỡ, đặc biệt nhóm ngành bất động sản liên quan đến đầu ra của ngành sản xuất thép. Thị trường tiêu thụ thép nội địa vẫn duy trì ở mức thấp trong nửa đầu năm và cạnh tranh với các sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, doanh nghiệp ông Trần Đình Long làm chủ tịch hội đồng quản trị đang đẩy mạnh kênh xuất khẩu và ghi nhận dấu hiệu tích cực khi sản lượng thép xuất khẩu đạt 98.000 tấn trong tháng 8, gấp đôi trung bình của 6 tháng đầu năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới và nóng hổi nhất vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.